Xin chào mọi người, hôm nay là sáng ngày mùng 6 Tết. Như thường lệ, mỗi năm thì ở bên nhà Nga đa số là sáng ngày mùng 1 Tết thì mọi người sẽ tập hợp lại mà ăn uống chúc Tết với nhau. Nhưng mà kể từ khi bà Nga mất thì cái thông lệ đó gần như là mọi người cũng ít khi nào qua. Và đặc biệt là Nga cũng sáng mùng 1 Nga đi lễ về thì Nga cũng ít khi nào qua. Và thường thường chiều Nga hay qua. Nhưng đặc biệt là ở nhà của Nga từ bé đến lớn giờ, ngày mùng 1 thì không sao. Nhưng đặc biệt là ngày mùng 6 là cái ngày mà tập hợp nhiều người nhất. Vì hồi xưa thì còn có dì của Nga và cậu của Nga ở Việt Nam, thì sáng mùng 6 Tết hầu như là tập hợp đầy đủ. Như thường lệ thì ngày mùng 6 là ngày tập hợp. Vì sao? Vì ngày mùng 6 là ngày đám giỗ của ông ngoại. Và Nga nhớ hồi xưa khi mà bà ngoại Nga còn sống thì bà ngoại Nga thường hay làm trước khi mà Tết bà ngoại về quê với Cần Thơ, ở dưới Vĩnh Long thì bà ngoại làm bánh mứt. Và đặc biệt là bà ngoại làm mứt dừa rất nhiều, và sau đó thì lên đây thì ngày 30 thì bà ngoại Nga sẽ là cúng kiến gì đó đại khái. Nhưng mùng 1 Tết sẽ tập hợp là ngoài dì hai rồi dì Út Nguyệt rồi cậu Tư này kia ở dưới quê lên, cộng thêm với gia đình của tất cả các dì ở trong Sài Gòn sẽ tập hợp về bà ngoại, nhà ngoại chơi và chúc Tết với nhau. Sau đó thì chơi lô tô, chơi đánh bài, rồi lấy bánh mứt ra ăn. Sau đó khi ăn uống xong đến chiều tối mới về nhà. Và đặc biệt đến ngày mùng 6 thì mọi con cháu sẽ tập hợp còn đông đủ hơn, ngay cả những anh chị ở dưới quê cũng lên. Và hôm nay là đến ngày mùng 6 thì Nga cũng phải đi qua bên bà ngoại để mà dự đám giỗ ông ngoại. Và bây giờ Nga sẽ đi. Mời mọi người, mà thường Nga đi từ nhà bên nội qua nhà bên ngoại, hai nhà của Nga chỉ có một cái hẻm thôi. Và đi có vài bước chân là tới à. Hơi mệt 8-10. Ha, ăn tôm ngon. Có tường. Và bên bà ngoại Nga thì đa số là mọi người là đạo Phật là chính. Và Nga thì không có đạo Phật, nhưng về qua đây để phụ giúp và đem đồ lên trên bàn thờ cúng kiến. Ôi ôi, leo lên đến tầng 3. Đuối ơi là đuối, mỏi chân quá chân. Đây, ngày hôm nay là ngày họp mặt gia đình đầy đủ mọi người. Con cũng không biết để đâu. Vì hôm nay là đám giỗ của ông ngoại và kế bên là bà ngoại. Ông ngoại Nga mất thì lúc đó Nga cũng chưa sinh ra đời. Rồi đây là các món ăn đây. Dì hai Út Phượng xem. Đâu, cái này là món gì vậy bà? Tôm rang muối. Món tôm rang muối, vịt quay, gỏi, tôm hấp nước dừa, bánh chưng, chả giò, bánh mì, dưa hấu. Ghét nhất món này. Món này là mình biết nó nhưng mà nó không biết mình. À lộn, nó biết mình nhưng mình không biết nó. Tôm hấp nước dừa đây. Đây là món gỏi tôm, lẩu tai heo, vịt quay, tôm ra muối của cậu Úc. Đây dì ba, dì chính, mẹ, mốt rồi xong. Cái này bỏ vô microwave quay cho nó nóng rồi. Dịch tới bỏ microwave nóng ăn ngon. Và bây giờ đây là cảnh họp mặt cùng gia đình. Mọi người cùng quay quần ăn uống với nhau để dự đám giỗ của ông ngoại. Đồng thời cũng đây là một buổi cuối cùng trước khi mà ngày Tết đã kết thúc. Và đây là phần ăn của Nga. Đó là một phần tôm hấp nước dừa và tôm rang muối được tách biệt ra hẳn so với mọi người. Tôm rang muối. Chúc mọi người ngon miệng. Tôm